Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục sáng hôm nay là em test con Amly Đờ Nông BMA 1500R 2 la mã kèm khiển cho bác khách ở Đan Phượng, Hà Nội nha. Rồi, thì em mượn là tạm đôi loa JBL là 46 ghép cho anh em nghe nha. Đây là con Amly của bác đây. Amly còn tuyệt đẹp nha. Rồi, nắp lưng là ok hết nha, chưa có móp. Đây là những cái dấu hàng bãi nó chồng nhau anh em nha, nó không có vấn đề, không có móp gì nha, nó là dấu thôi nha, dấu láng lên thôi chứ không có gì nha, nó không cắn móp nha anh em xem nha. Đó rồi, bây giờ em cũng đang mở sẵn group 3, hiện tại em không có mở low net nha, em mở trực tiếp Amly thôi, không mở low net. Rồi chuyển cổng này đó, bấm là nó chạy nha. Chủ yếu cái remote của chúng ta là sử dụng để nhiệm vụ của nó là chuyển volume lớn nhỏ lên nha. Rồi em lớn lại tí nha. Trái này, cánh phải này, xuống hết bát này, lên bát này, kép này, đó. Rồi hoạt động hoàn hảo nha. Bây giờ em cũng tiến hành đóng gói để gửi cho bác luôn nha. Tới đây thì em xin kết thúc clip nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0346 1245. Xin cảm ơn rất nhiều.